hừ chỉ cần không có đám hải thú vô biên vô hạn kia chúng ta sợ gì đánh một trận một gã vũ đế cường giả phẫn hận nói như vậy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi chính là lúc trước chủ chiến mễ cao dương liêu dương băng cũng ở bên cạnh hắn vẻ mặt buồn thiêu la thiên nói nếu là chỉ có những thực lực này hơn nữa nơi đây rời xa biển rộng chúng ta lại nắm giữ ma thiên cự thành cũng không cần lo lắng chỉ là ta thấy đám người của hải tộc này tựa hồ cũng không định công thành mà là muốn bao vây xuống tới. Ninh Hoài Thụ vùng xung quanh lông mày dương lên, nói. Nga, bao vây, lẽ nào bọn họ muốn cùng chúng ta đối kháng? La Thiên nói. Ta đây cũng không biết, bọn họ tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng không có bao nhiêu sát khí, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm. An ổn bao vây đối với bọn họ có hại vô lợi, chắc là có hậu thủ gì. Ninh Hoài Thụ dầu sĩ nói. Lấy thực lực của bọn chúng giờ phút này cũng đủ để cùng chúng ta đánh một trận, nếu là còn hậu thủ a hắn có chút bận tâm hướng người sau lưng hỏi vì sao không thấy lai phong công tử đến đây phía sau người nọ vội hỏi bắc minh lai phong công tử đã nói rõ bọn họ cũng không tham dự chiến sự nhưng mà vào lúc nguy cấp có thể giúp đỡ ninh hoài thụ gật đầu nói lai phong công tử làm bắc minh thế gia hậu bối kiệt xuất nhất chúng ta xác thực vô pháp điều khiển hắn nhưng nếu là ma thiên cự thành báo nguy tất nhiên cũng sẽ không thúc thủ hơn nữa đám cường giả bắc minh thế gia kia chúng ta vẫn là chiếm hết ưu thế. Trang sinh cau mày nói. Đám người của Bắc Minh thế ra đó tựa hồ có ý đồ gì, chiến không ra lực, nhưng cũng không đi, chẳng biết bọn họ là tâm tư gì. Hoài thụ ngươi vẫn là tận lực ít cân nhắc bọn họ, để tránh khỏi quá cao phán đoán thực lực của chúng ta. Ninh Hoài thụ nói. Nói có lý, thế cục bây giờ, mọi người cho rằng chúng ta hẳn là tiếp tục quan sát hay là chủ động xuất kích chứ. Chủ động xuất kích có khả năng quấy dày trận hình của đối phương, nhưng mất đi ưu thế ma thiên cự thành phòng ngự tiếp tục quan sát a à ta sợ tình thế không ổn a à. tất cả mọi người đều do dự không thể quyết đoán la thiên khẽ cười nói việc này đơn giản không ngừng phái người tiến đến tập kích là được thứ nhất có khả năng đã quấy dày bố trí của bọn chúng thứ hai có khả năng thăm dò thực lực bọn hắn không sai kế này rất tốt ninh hoài thụ cực kỳ vui vẻ nói ai muốn dẫn người đi phi tập đám người nhìn nhau vài lần không ai lên tiếng. Ninh Hoài Thụ lộ ra vẻ bất mãn, nói. Như vậy đi, liền do mễ cao dương cùng lưu dương băng hai vị đại nhân khổ cực một chút. Hai vị chính là người lý giải nhất đối với người của hải tộc hiện nay, liền do các ngươi đi vào thích hợp nhất, vừa lúc có khả năng rửa sạch nhục trước. Hai người đều hơi biến sắc mặt, muốn cự tuyệt nhưng lại không dám. Ninh Hoài Thụ vung tay lên, nói. Hai người các ngươi dẫn theo bốn lộ nhị cấp tiểu đội, tổng cộng 80 người, do truyền tống trận đi ra ngoài, giết cho bọn hắn trở tay không kịp. Tốt nhất là có thể đem đám người của hải tộc dẫn tới dưới thành, chúng ta trực tiếp mở ra cấm chế cự thành, chu giết bọn hắn. Cẩn tuân mệnh lệnh của đại nhân. Hai người trong lòng đã đem ninh hoài thụ mắng một trăm lần. Trang sinh nói, tốt nhất lựa chọn lực lượng lần này mới tới, ta thấy bọn hắn từng người đều chiến ý ngẩng cao. Hai người tự nhiên minh bạch, nhìn lẫn nhau một cái sau đó lĩnh mệnh rời đi. Ninh hoài thụ nói, La Thiên Đại Sư không chỉ có thuật đạo kinh thiên, hơn nữa tài trí cực cao, nếu là có thể lưu lại trợ giúp ta mà nói, nhất định có thể đem đám hải tộc này bước lui. La Thiên lạnh nhạt nói, ta lần này đến chỉ là vâng mệnh của lỗ thông tử đại nhân, bố trí ma thiên cự thành, đây cũng là giao dịch giữa đường thành chủ cùng hóa thần hải ta. Hôm nay ta nhiệm vụ đã thành, ngày mai liền sẽ rời đi. Ninh Hoài Thụ không cam lòng nói, lần này dù sao cũng là chiến sự giữa hai tộc, La Thiên đại nhân, La Thiên trực tiếp giơ tay lên, ngắt lời nói: "Ta còn có chuyện quan trọng trong người, nơi đây có Hoài Thụ đại nhân cũng đủ rồi." Ninh Hoài Thụ âm thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, biết vô pháp ép ở lại, liền không hề đề cập nữa. Trên tường thành, tất cả đội trưởng nhất cấp võ giả đều ở đây tự quan vọng, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều hải tộc như thế, lộ ra vẻ hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đội ngũ khổng lồ ở phía trước xếp thành từng hàng, tựa hồ là dựa theo tộc quần để phân chia, thành từng cái trận doanh một, ở cả vùng đất trải rộng ra phương viên trăm dặm, chiếm hết tầm nhìn trước mắt mọi người. Lương Nguyên Cơ không tin nói rằng, Phi Dương huynh dựa vào những phán đoán này, hải tộc sẽ hạ trại ngay tại chỗ, mà không phải trực tiếp tiến công chứ. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Lương Nguyên Cơ trong lòng cười khổ, hắn biết người này tài trí cùng thực lực đều cực cao, nếu không muốn nói mình cũng không cách nào miễn cưỡng hơn nữa những thứ này cũng đều là việc của cấp trên mình biết rồi cũng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là ngược lại hỏi nếu thật sự là như thế vậy phải làm thế nào cho phải con ngươi của lý vân tiêu nheo lại nói buông tha cự thành chủ động nghênh chiến hiển nhiên không thích hợp nhưng nếu là để cho người của hải tộc bố trí xong sợ rằng sẽ phiền toái nếu ta là ninh hoài thụ tất nhiên phái tiểu đội không ngừng đánh bất ngờ quấy dày bọn chúng bố trí biến hóa sau đó thừa cơ hành động Lương Nguyên Cơ nghe một chút âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy có lý. Đột nhiên trong đội ngũ hải tộc bên trái có một danh bày trận truyền đến tiếng chém giết, lập tức tựa hồ lâm vào hỗn loạn. Đi. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, thần thức của hắn mạnh có khả năng trực tiếp xuyên thấu xem được bên trong trận doanh đối phương. Thoáng cái liền phát hiện nguyên nhân phương trận doanh kia hỗn loạn, hơn nữa trực tiếp phát hiện Lưu Dương Băng đang ở trong đó. Hắn bất giác bật cười khanh khách. Ninh Hoài Thụ xem ra vẫn còn có chút chỉ số thông minh. Làm sao? Lương Nguyên Cơ hỏi, thần thức của hắn không đủ để phát hiện nguyên nhân biến hóa phía trước, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, bên trái phía trước quang mang chớp động, tựa hồ đang đánh nhau. Hắn đợi một lát cũng không thấy Lý Vân Tiêu trả lời, nhất thời cảm thấy không hứng thú, âm thầm tức giận, cũng không hỏi nữa, mà là tỉ mỉ quan sát. Lúc này trên tường thành cũng đưa tới gây rối, nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng đoán được là người của phe mình đang tập kích, từng người hưng phấn tới hai mắt sáng lên. Rất nhanh chàng tập kích này mọi người đánh giết một phen, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng lui lại. Bọn họ đều lựa chọn tộc quần thực lực hơi yếu chút đưa qua, trực tiếp giết tới đối phương trở tay không kịp, càng có một gã hải tộc vũ đế bị chém giết tại chỗ. Người của hải tộc hoàn cảnh xấu liền ở chỗ khuyết thiếu thuật luyện sư, không ai có thần thức tuyệt cường, có khả năng trực tiếp điều tra hư thực cự thành, cũng là một trong những nguyên nhân bọn hắn không dám tấn công. Hơn nữa hải tộc chiến sĩ quá nhiều, đều tự làm chủ, khuyết thiếu thống nhất quản lý hữu hiệu, đem trận tuyến sắp xếp thật dài đợi được đám người lưu dương băng chém giết một phen sau đó trung ương chủ danh mới phát hiện lập tức phái ra đại lượng cường giả truy kích phanh bên trong hải tộc chủ danh một gã nam tử sắc mặt lạnh lùng trực tiếp đem án kỳ vỗ nát bấy cả giận nói bị hơn trăm nhân loại giết hơn phân nửa cước miết nhất tộc còn để cho bọn họ chạy thoát các ngươi đều ăn cướp a à. phía dưới đứng hai hàng hải tộc cường giả tướng mạo khác nhau mập giống như một quả cầu thịt tròn thật lớn Người thấp chỉ tới trên đầu gối của nhân loại phổ thông, mỗi người đều thần sắc nghiêm nghị, không dám lên tiếng. "Nghiễn Thành đại nhân, còn xin bớt giận, ta đã hạ lệnh tộc nhân truy kích đi." Một gã hải tộc cả người lam bạch sắc, đỉnh đầu nhọn hoắt, bên khóe miệng còn mọc ra hai cái xúc tu mở miệng nói rằng. "Hải tộc chiến sĩ ta quá mức khổng lồ, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ lợi dụng sơ hở, không bằng trực tiếp quy mô công thành." Nghiễn Thành vẻ mặt âm trầm nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói. "Trực tiếp công thành." thành trì đó là do huyền khí biến thành, chỉ là tường thành liền đính một thất giai huyền khí phòng ngự, bên trong thành có bao nhiêu cường giả vẫn không biết được, ngươi liền nói cho ta biết làm sao cường công. Người nọ không hài lòng nói, lực kinh bộ tộc ta chưa bao giờ sợ chết. Nhiễm thành lạnh lùng nói, lực kinh thông lĩnh, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đang ngồi đều là hải tộc cường giả, có ai là sợ chết, nhưng chính là cái chết vô ích. Ở dưới mưu kế của Bắc Hải Nhuận Tường dùng bạo tinh bộ tộc công thành đều liên tiếp thắng lợi, hiện tại hắn vừa rời đi nếu là ta lại rước lấy đại bại để cho mặt mũi của nghiễm thành ta ở đâu lại để cho mặt mũi của đông hải ở đâu Thông lĩnh sử ngư tộc thấp bé nói rằng nghiễm thành đại nhân nói cực phải hiện tại rời xa đông hải chúng ta phía sau tiếp tế tiếp viện không đủ phải đem không gian thông đạo mở ra điều đến đám cự thú ngang ngược kia mở đường cho chúng ta liền có thể đem tổn thất thắng lợi giảm xuống thấp nhất nghiễm thành gật đầu nói phương pháp này tuy là noi theo nhuận tường nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, chúng ta phải nên dài tránh hắn. Hải tộc thiếu đó là thuật luyện sư cùng huyền khí, nhưng nhiều nhất chính là vô số các loài hải thú này. Sử ngư tộc thống lĩnh hiến kế nói, nếu chúng ta trọng điểm ở chỗ điều đến cự thú biển sâu, hạ đẳng tồn tại như cước miết tộc cũng liền không cần bận tâm. Nhưng như vậy sẽ không ngừng bị nhân loại đánh lén tóm lại là sỉ nhục, không bằng phái bọn họ đi mạnh mẽ công thành. Thứ nhất có thể chết quang vinh, đỡ phải bị đánh lén uất ức chết. Thứ hai có khả năng tra ra hư thực của cự thành. Thứ ba lại có thể làm yểm hộ cho mục đích thật sự của chúng ta, chẳng biết Nghiễm Thành đại nhân nghĩ như thế nào. Nghiễm Thành trong mắt tinh quang sáng ngời, cười to nói. Ha ha, không sai sử ngư thống lĩnh quả nhiên trí dũng vô song. Hắn lập tức hạ lệnh. Điều động tất cả tộc quân cấp B trở xuống, lập tức công thành cho ta. Chuyện này liền do sử ngư, lực kinh, ma thát tam tộc thống lĩnh phụ trách. Những người còn lại toàn lực phối hợp không gian thông đạo mở ra. Vâng. Tất cả mọi người đều trầm giọng đáp, trên mặt mỗi người hiện lên vẻ tàn khốc, hải tộc đa phần là hiếu chiến cùng tàn nhẫn tồn tại, cách sinh tồn trong biển rộng so với trên đại lục tàn khốc hơn nhiều. Từng cường giả đều từ trong vô số máu tươi giết đi ra. Ở trong hải tộc phân chia, dưới cấp B đều không có vũ đế cường giả chấn giữ tồn tại, căn bản cũng bị sung làm pháo hôi. Lần này vừa lúc triệu tập đến hơn trăm chi chủng tộc thích hợp lục chiến. Tuyệt đại đa số đều ở dưới B cấp này. Sau khi lệnh tập kết truyền xuống, bắt đầu hành động quy mô lớn. Hơn 18 người Lưu Dương băng phi tập cước miết bộ tộc, cấp tốc hướng phía cự thành bỏ chạy. Được một lúc mới có người của hải tộc phản ứng kịp, trước hết truy kích mà đến đó là tiếp giáp cước miết bộ tộc hải quỳ cùng vũ loa tộc. Hai tộc trùng trùng điệp điệp hơn 1.000 người, trực tiếp từ trên chiến tuyến dài dạc lao tới. Mọi người chạy thoát mấy ngàn thước, sau đó mấy người tu vi yếu nhất nhất thời bị hải tộc đuổi kịp, bọn họ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thoáng cái liền thấy đội ngũ đông đảo có cả người toàn thân đầy lông dài, giống như một đóa hoa, nhưng nhìn kỹ lại dĩ nhiên từng sợi đều là xúc tu tiêm trích cực lớn, còn có một loại trên lưng mang vỏ ốc, đầu lớn lên giống như anh Vũ. Tướng mạo của quái cũng là thứ hai, thật sự để cho bọn họ sợ hãi chính là hai gã hải tộc truy đuổi phía trước nhất dĩ nhiên là cửu thiên vũ đế. Mấy người cuối cùng đều kinh sợ chảy ra mồ hôi lạnh toàn thân, liều mạng chạy trốn, nhưng cự ly vẫn càng ngày càng nhỏ, rốt cục có người la hét cứu mạng, một tiếng chuyển tới phía trước. Mễ Cao Dương nhướng mày, chỉ coi như không có nghe thấy, tiếp tục bỏ chạy. Liêu Dương Băng cũng là trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, để cho hắn mạo hiểm đi cứu người cũng là không chịu, nhưng lúc này trên cự thành vô số cường giả nhanh đang nhìn, giả chết tựa hồ càng không dễ đi. Hắn bớt thời giờ quay đầu lại nhìn một cái, lúc này đã cách xa hải tộc đại quân, mà đội ngũ truy kích tới tuy rằng trùng trùng điệp điệp, nhưng bên trong hai kẻ mạnh nhất cũng bất quá là đê dài vũ đế. Trong lòng cân nhắc một phen, rốt cục lớn tiếng nói, không cần hoảng loạn, các ngươi chạy mau, ta đến đoạn hậu. Hắn mạnh mẽ dừng người lại, hai cái tiểu đội hơn 10 người từng cái một từ bên cạnh hắn bay qua, đều lộ ra vẻ cảm kích. Dương băng đại nhân, đa tạ, nghìn vạn lần bảo trọng. Mấy tên võ giả chạy cuối cùng cảm động hầu như muốn khóc, nói cảm ơn liên tục, nhưng mà tốc độ một chút đều không chậm chạp, trái lại nhanh hơn vài phần. Chỉ cần vượt lên trước Lưu Dương Băng sẽ an toàn. Lưu Dương Băng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Không có gì, các ngươi mau trở về thành, nơi này có ta gánh vác. Thân hình hắn bước ra một bước tới phía trước, một thanh tuyết bạch sắc chiến đao nghiêng ở sau người, đột nhiên rút ra nắm trong tay, lăng không một đạo bạch quang vẽ ra, liền hướng thiên quân vạn mã chém tới. Phía trước nhất hải quỳ thống lĩnh giật mình lại vội vàng ngừng cước bộ, thân thể lăng không bay lộn lên, vô số xúc tu nhảy múa theo, đao mang đảo qua trực tiếp cắt đi mấy chục cái. Phía sau tên vũ loa thống lĩnh trong mắt cũng là hiện lên kinh hoàng, hắn trực tiếp xoay người một vòng, đao mang phanh một tiếng chém lên vỏ ốc kia, lập tức mở ra một cái khe hở, sụp đổ thành mảnh vụn. Hai gã thống lĩnh chịu thiệt, sau đó cũng là đại nộ không ngớt, một người lăng không tiến lên. Xúc tua trên người giống như cương châm từ bốn phương tám hướng đâm tới, không chung đều là tiếng xé gió vù vù vù. Tên còn lại chống đỡ đao mang, sau đó thuận thế xoay người lại, trong tay liền hiện ra một thanh ngân sắc cương xoa, phá không đâm tới. Liêu Dương băng hừ lạnh một tiếng, trong tay tuyết đao liên tiếp chém ra ba thức, dưới chân lăng không thông thả trở ra. Bang bang bang. Ba thức đao mang đều chém ở trên cương châm đầy trời, tất cả đều là ứng thanh mà đoạn. Liêu Dương băng cùng những võ giả khác khác nhau, nhiều năm ở tại Hải Thiên Trấn, đối với hải tộc ít nhiều có hiểu biết. Hai gã đê dai vũ đế vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, hú chi rời khỏi biển rộng, thực lực càng gặp suy giảm. Hắn không chút hoang mang, lần thứ hai đặt ngang đao về phía trước, trực tiếp đem ngân sắc cương xoa của vũ loa thống lĩnh ngăn lại phanh hỏa hoa bé nhỏ bắn văng lên lực công kích của đối phương cực lớn ép tới hắn trên không trung không ngừng lui về phía sau vũ loa thống lĩnh ánh mắt sắc bén hầu như muốn nuốt đối phương trên người nguyên lực ba động không ngừng tăng lên hai người hầu như dính vào với nhau hóa thành một đạo quang mang phóng tới cự thành liêu dương băng thần sắc băng lãnh lộ ra vẻ châm chọc nội tâm lại là mừng thầm hắn cũng không muốn thực cùng hai người này liều sinh tử chỉ cần nhiệm vụ đoạn hậu hoàn thành là được hơn nữa cách ma thiên cự thành càng gần một thước hắn liền càng an toàn thêm một phần vì vậy dưới đao tỏ ra yếu kém ép đối phương dụng hết toàn lực tiễn hắn đoạn đường đột nhiên một thanh âm rất nhỏ mềm nhũn tựa hồ từ chỗ hạ trại cực xa truyền đến thẳng vào hắn trong tai nói đi mau có cao thủ tới thân thể lưu dương băng chấn động sắc mặt chợt đại biến chủ nhân của thanh âm kia hắn vừa nghe cũng biết là lý vân tiêu lẽ nào lý vân tiêu ở bên trong ma thiên cự thành Hắn lập tức nhớ tới La Thiên đại sư nói, có cửu giai thuật luyện sư xen lẫn trong đội ngũ này, chẳng lẽ chính là hắn. Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở trong đầu, hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Vũ Loa thống lĩnh một cái, chỉ có Hải Quỳ thống lĩnh đang theo đuổi không bỏ, phía sau mấy nghìn đại quân vẫn cách khá xa. Nhưng Lý Vân Tiêu cùng hắn trên cùng một chiến tuyến, không cần phải lừa gạt hắn, huống chi tính cách của hắn từ trước đến nay đều cẩn thận một chút. Nhất Hàn đao, phanh trên tuyết đao trong lúc bất chợt bạch quang sán lạn một cổ nguyên lực cuồng bạo nổ tung trực tiếp đem vũ loa thống lĩnh chấn bay lên trên cao chính hắn còn lại là mượn lực phản chấn vọt ra hơn 10 thước sau đó thân pháp mở ra trên không trùng hóa ra mấy đạo tàn ảnh hướng phía cự thành bay đi ngay nháy mắt tàn ảnh hiện ra trên bầu trời xuất hiện một hắc quyển, đùng lóe ra hồ quang điện một đạo lôi điện đánh mạnh xuống đúng chỗ lúc trước lưu dương băng đang đứng ầm ầm lôi điện lóe lên cuốn theo cả một phương bầu trời đem mấy đạo tàn ảnh trực tiếp đánh tan tành. Liêu Dương Băng chỉ cảm thấy một cổ khí tức lực lượng kinh khủng xoắn tới, nhảy vào trong cơ thể hắn, thân thể không khỏi bị điện giật tê dại, dĩ nhiên mất đi cảm giác. Nơi lôi điện hạ xuống chậm rãi hóa ra một hắc sắc sinh vật như rắn, thân thể uốn éo vài cái liền hóa ra hình người, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, trong ngũ chỉ có màng da nối liền, một đạo lôi điện màu đen ở lòng bàn tay bắn đi ra ngoài. Liêu Dương Băng tại thời điểm thân thể mất đi cảm giác liền sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái. Dùng sức quá mạnh ngay cả hàm răng đều vỡ nát mấy cái, nên trong nháy mắt đoạt lại quyền khống chế thân thể, xoay người sẽ bỏ chạy. Thình thịch thình thịch. Lôi cầu màu đen ở sau người nổ tung, trực tiếp trên không trung cuồn cuộn nổi lên vòng xoáy lôi điện màu đen, hấp thu cắn nuốt hết thảy chung quanh. Ngay cả Vũ Loa cùng với Hải Quỳ thống lĩnh ở một bên thận trọng quan khán đều sắc mặt đại biến, vội vàng chống lại lực thôn phệ. Thân thể Lưu Dương Băng mới vừa hóa thành độn quang, liền đã bị lôi điện hấp lực, dừng lại một chút. Hắn kinh hãi vội vàng mấy đạo quyết ấn đánh vào trên bảo đao, thân đao trong sáng như tuyết lập tức thay đổi đến đỏ bừng, phất tay là một đao hướng phía sau chém tới, lực kéo kia thoáng cái bị chặt đứt, hắn một chút cũng không dám quay đầu lại liền hóa thành quang mang bỏ chạy, tuyết đao bị ôm ở trước người, một đường chém ra không khí. Hừ vô liêm sỉ. Hải tộc cường giả màu đen kia thân thể lóe lên, trực tiếp lăng không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện lần nữa ở phía trên Lưu Dương Băng, lại là một lôi điện màu đen đánh tới liêu dương băng sợ đến sắc mặt trắng bệch tuyết đao lần thứ hai thay đổi đến đỏ bừng thân đao lập tức lớn lên lăng không chém tới bang 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 tiên hồng sắc thân đao ở dưới lôi điện không ngừng phát sinh nổ đùng đồng thời lập tức bị nhuộm thành đen kịt lôi điện chi lực đánh vào trong cơ thể liêu dương băng chấn hắn bay ngược mấy chục thước một búng máu tươi phun ra thân thể còn chưa dừng hẳn hắn liền cầm theo đao xoay người mà chạy hừ nhân loại đều là đám phế vật nhát gan như vậy sao? Hắc sắc hải tộc cường giả trên mặt lộ ra vẻ châm chọc cùng tàn nhẫn cười khinh miệt. Thân ảnh lóe lên liền lưu lại vài đạo hồ quang điện, lần nữa biến mất ở trên trời cao. Nếu là tỉ mỉ nhìn lại, liền sẽ phát hiện ở trên không một đạo hắc sắc quang mang mảnh như sợi tóc đang xuyên toa, tốc độ cực nhanh căn bản khó có thể nhận thấy. Ngay lúc lôi điện màu đen sắp sửa đuổi kịp Lưu Dương Băng, đồng dạng là một đạo lôi quang phi tập mà đến, trực tiếp đánh vào trên hắc lôi ủng ủng. Lưỡng trùng màu sắc lôi điện tương hỗ đan vào một chỗ, giống như thái cực âm dương ngư du chuyển, toàn bộ bầu trời bị hai cỗ lực lượng cuốn tới phong vân biến sắc, mờ mịt tối xuống. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ lẫn nữa vang lên, hai đạo lôi điện hóa thành lưới nhỏ chằng chịt, ở trên trời không ngừng trải ra, hai bên giữa không gian thôn phệ lẫn nhau. Lưỡng trùng màu sắc lôi điện ăn mòn một hồi, nhất thời hóa ra bóng người, đều đánh ra một chiều. Hắc sắc hải tộc cường giả thân thể nhu nhược dị thường, trực tiếp uốn éo thành bánh quai trèo bên trong lôi quang ở trên người chớp động hú lên quái dị liền một trường vỗ xuống trên ngũ chỉ ngưng tụ thành năm tiểu lôi cầu nối tiếp cùng một chỗ theo trường phong chém tới bên trong thanh sắc lôi quang một gã trường bào nam tử mặt lộ vẻ ngưng trọng hai tay ở trước người giao nhau nhất thời hai đạo lôi quang hóa thành lợi nhận giống như hỏa diễm nhảy lên nên đón tới phía trước thình thịch thình thịch tựa như thiên lôi cuồn cuộn hai màu lôi mang sông vào lẫn nhau rồi đánh văng ra bầu trời lập tức hóa thành hai màu phân biệt rõ ràng được một lát mới từ từ tiêu thất đúng là chẳng phân biệt được trên dưới nhân loại tên của ngươi hắc sắc hải tộc cường giả đưa mắt nhìn trường bào nam tử một lát mới chậm rãi nói rằng ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ tên trường bào nam tử lạnh nhạt nói khương đào đào tốt ta nhớ kỹ ta là quỷ man bộ tộc thống lĩnh hôm nay liền muốn lấy tính mệnh của khương đào đào ngươi trong mắt quỷ man tộc thống lĩnh sát cơ bỗng nhiên bạo khởi từng đạo hắc sắc lôi mang bắt đầu ở bên người không ngừng đẩy ra khí thế so với lúc trước trở nên mạnh hơn khương đào đào nhướng mày lãnh đạm nói không có hứng thú hắn lại quyết đoán trực tiếp xoay người liền hóa thành một đạo lôi quang hướng phía cự thành bỏ chạy liêu dương băng lúc này đã đến dưới thành trăm phần trăm an toàn hắn cũng không cần thiết cùng tên tướng mạo xấu xí này dây dưa thêm nữa chú thích của tác giả về hải tộc đẳng cấp phân chia Trước dùng đúng ABCD, hiện tại cảm giác có chút xa cách, nhưng phía trước đã định nghĩa, chỉ có thể tiếp tục dùng xuống phía dưới. Khương Đào Đào vừa đi, nhất thời chọc giận quỷ man thống lĩnh, hóa thành hắc mang đuổi theo. Phía sau người của Vũ Loa cùng Hải Quỷ hai tộc cũng theo sát đuổi tới, chỉ bất quá tốc độ kém quá xa, lập tức kéo ra khoảng cách. Khương Đào Đào nhìn Lưu Dương Băng sau khi vào thành, trực tiếp vọt lên, hướng trên tường thành đi. Sau đó một đạo kim sắc lệ mang từ trên lầu chính lao ra, hướng hắc mang chém tới, Hoắc, kim mang trực tiếp đem hắc sắc lôi quang chém thành hai nửa, lôi quang nhất thời ngừng lại, hai đạo hắc quang lần thứ hai tụ lại, chậm rãi hiện ra chân thân của quỷ man thống lĩnh, chỉ là vẻ mặt vẻ giận dữ, có chút kiên kỵ nhìn trên cự thành lầu chính, hoài thụ đại nhân có thể phái ta xuống dưới đem mang ngư này giết chết, lầu chính một một gã nam tử khôi ngô mặc chiến giáp, một thanh cự kiếm dựng thẳng ở trước người, chính là người mới vừa rồi xuất thủ một trong tứ cực môn năm vị đường chủ nhâm chiến hùng tất cả mọi người đều tựa ở trước lầu ngắm nhìn phía dưới trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng đặc biệt lưu dương băng hiện tại còn chưa phục hồi tinh thần lại sợ hãi không thôi nhưng thái độ mọi người đối với hắn từ lạnh lùng lúc trước đã trở nên thập phần tán thưởng đối với mỹ cao dương lại là vẻ mặt khinh thường điều này làm cho mỹ cao dương buồn bực vạn phần tự mình liều chết xuất lực đánh lén đồng thời lấy được kỳ hiệu không chỉ có không chiếm được thừa nhận trái lại nên đón đủ loại ánh mắt khinh bỉ. Nhưng những người đó đều là đại nhân vật, hắn có tức giận cũng không dám khoa trương, chỉ có thể đặt ở nội tâm phát bực. Mà Liêu Dương Băng lại khác nhau, sau khi trở về lập tức có trang sinh đại thuật luyện sư tự mình trần trị tổn thương và chư vị đại nhân thân thiết ân cần thăm hỏi. Còn được trang sinh đại sư ban cho một viên cửu giai đan dược đề thăng nguyên lực. Mễ Cao Dương nhìn tới mức trực tiếp cắn răng. Nhưng hắn không biết là, Liêu Dương Băng trong lòng đã phát một vạn lần thề, sau này sẽ không làm loại anh hùng này nữa. Nếu không có Lý Vân Tiêu đúng lúc truyền âm lọt vào tai, hơi chậm hơn nửa lần hô hấp, hắn sợ rằng đã táng thân tiền tuyến, nội tâm đối với Lý Vân Tiêu là vạn phần cảm kích. Khương Đào Đào nói, người này lôi điện thần thông không phải chuyện đùa, tu vi thấp hơn ta nửa dai, vậy mà có thể cùng ta chiến tới bình thủ, hơn nữa còn ở trên bầu trời. Xem ra cũng không phải là tất cả hải tộc thoát khỏi biển rộng cũng sẽ thực lực tiêu giảm. La Thiên xem chừng một hồi, nói, hải tộc này chính trời xanh lôi hệ thần thông đào đào đại nhân là hậu thiên tu luyện tự nhiên không cách nào so sánh người này hiện tại kiên kỵ không tiến lên ngược lại là chiến hùng đại nhân xuất thủ quá sớm không thể đưa hắn dẫn tới dưới thành càng đáng tiếc a à. trên mặt nhâm chiến hùng lộ ra vẻ không vui nói la thiên đại sư nói thế sai rồi ngay tại lúc này phái ta xuống phía dưới cũng có thể đưa hắn lưu lại bàn tay của hắn ở trên cự kiếm nắm chặt một cổ nguyên lực ba động đánh văng ra La Thiên mỉm cười, nói. Thực sự không phải là vấn đề người này. Ý nghĩ của ta là đem hai chi hải tộc đuổi tới sau lưng hắn đều dẫn dụ tới dưới thành. Sau đó chúng ta toàn thành tất cả võ giả đồng thời xuất kích, đưa bọn họ thuấn diệt. Ninh Hoài Thụ giật mình nói. Toàn thành võ giả xuất kích. Chỉ là thuấn diệt đám lâu la này, trực tiếp dẫn động ma thiên cự thành cấm chế là được. Không cần tổn hao lớn như thế, sẽ bại lộ thực lực của nhân tộc ta. La Thiên lắc đầu nói. Thật thật giả giả, lúc này mới có thể làm cho đối phương sờ không rõ phương hướng. Trọng yếu hơn là toàn thành xuất kích có khả năng mang đến cho toàn bộ võ giả sĩ khí cùng lòng tin cực lớn. Đảo qua trước liên tiếp tan tác như, ta cho rằng điểm này ý nghĩa, so với giết chết trước mắt hơn ngàn tên địch nhân càng lớn hơn. Trên mặt nhâm chiến hùng lộ ra một chút xấu hổ, nói. Thì ra là thế, xem ra thực sự là ta làm hỏng. La Thiên mỉm cười nói. Không sao, người của hải tộc dũng khí có thừa, chí mưu nghèo nàn, chỉ cần chúng ta lại để cho người cùng nhau mắng to, bọn họ nhất định sẽ nhịn không được xung phong liều chết tới được. Rất nhanh, mệnh lệnh liền truyền xuống phía dưới, tất cả võ giả trên tường thành cùng nhau lên tiếng mắng chửi. Đồng thời chuẩn bị chiến đấu cũng được truyền đạt xuống phía dưới, chỉ cần người của hải tộc tới gần cự thành trong vòng vạn thước, liên toàn thành mọi người xung phong liều chết xuống phía dưới. Đám cặn bã, có dũng khí đến a, không có liền chạy trở về trong bụng mẹ đi. Nói nhảm, bọn chúng không có từ trong bụng mẹ phần nhiều là đẻ trứng. Chạy trở về trong trứng mẹ đi, từng tên bộ dáng quái dị, gặp qua người xấu, chưa thấy qua người nào xấu quá thể như các người. Đúng đấy, nhìn thoáng qua đã thấy rất xấu, nhìn kỹ còn càng xấu hơn. Xa xa đám người của hải tộc đứng ở phía sau quỷ man thống lĩnh, bắt đầu oa oa kêu to lên, hai quy tộc cường giả từng người trên thân xúc tua dựng thẳng đứng. Vũ loa tộc còn lại là trong miệng phát sinh tiếng kêu bé nhọn quái dị, biểu thị ra cực kỳ tức giận hải quy tộc thống lĩnh tiến lên phía trước nói quỷ man thống lĩnh đại nhân chúng ta giết qua đi thôi đám nhân tộc võ giả này khi người quá đáng ngay cả ba ba của ta đã chết đi hơn 100 năm đều mắng chửi quỷ man thống lĩnh bản thân cũng là vẻ mặt đen kịt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì nhưng trên người không ngừng truyền ra lực lượng ba động cũng cho thấy nội tâm hắn rất khó bình tĩnh vũ loa tộc thống lĩnh cũng là tức đến cả người run rẩy cắn răng nghiến lợi nói đám nhân loại này cư nhiên mắng chúng ta là phân do anh Vũ bài tiết ra ngoài, ta không đem miệng của bọn chúng toàn bộ xé rách không được. Quỷ Man thống lĩnh chậm rãi mở miệng nói là phương pháp khích tướng của nhân loại chính là cố ý chửi mắng, sau đó dẫn dụ các ngươi sông lên chịu chết. Vũ Loa thống lĩnh tức rùi bọt mép nói mặc dù là chết, ta cũng muốn đi xé rách miệng của bọn chúng. Quỷ Man thống lĩnh nhếch mí mắt lên nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói dũng giả có thể không sợ chí giả nên ung dung các ngươi chính là thiếu khuyết phần thông dong bình tĩnh kia phàm là đều cần dùng thêm chút đầu óc mới được không thể trên Mang ngư quái đầu đen kia thật bội phục mẹ ngươi trước đây làm sao lại sinh ra ngươi được chứ làm sao không mới vừa sinh ra cái đầu liền hai chân khép lại kẹp chết tên ngu xuẩn ngươi bớt để cho ngươi tới đây hại người một tiếng mắng chửi rõ ràng sang sảng ở trên trời cao nổ vang người nọ hiển nhiên là dùng âm ba vũ kỹ thanh chấn vạn lý tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng trên tường thành trong lúc nhất thời câm lặng, tất cả mọi người đều bị một tiếng mắng chửi tuyệt đỉnh này kinh ngạc tới ngây ngốc, đều xoay đầu lại nhìn thiếu niên thanh tú kia. Lương Nguyên Cơ cũng là sợ ngây người, ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên mắng chửi ác độc như thế. Trên chủ lầu tất cả vũ đế cường giả cũng toàn bộ trong nháy mắt ngây dại ra, sau đó toàn bộ ma thiên cự thành phát sinh tiếng cười to vang trời. Ha 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 ha, ha 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 ha. Khắp bầu trời đều là tiếng cười vô tận châm chọc quỷ man thống lĩnh khuôn mặt xanh đen lập tức làm cho tái đi ngũ quan toàn bộ vặn vẹo cùng một chỗ trên người lôi điện màu đen trực tiếp phóng lên cao giận dữ hét giết 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 đem đám cận bã nhân loại này toàn bộ giết cho ta không chừa mảnh giáp giết a xông lên người của hải quỳ cùng vũ loa hai tộc nhất thời sĩ khí dâng cao lửa giận ngút trời toàn bộ phi vọt lên đen kịt một mảnh giống như đàn châu chấu hướng thành lâu đánh tới trên lầu chính la thiên vẻ mặt mang mỉm cười hen mắng thật hay, ta thấy quỷ man thống lĩnh tựa hồ bất vi sở động, đang lo lắng phương pháp kích tướng không linh vậy. Tất cả mọi người chú ý ba gã cửu thiên vũ đế là được. Ngoài ra la để võ giả của chúng ta hảo hảo phát tiết một chút hậm hực đi. Ninh Hoài Thụ cũng là vuốt tròm râu cười nói, đám tiểu tử này thực lực không được, mắng chửi người lại cũng đủ mạnh mẽ à? Gương mặt của Lưu Dương băng co quắp một chút, vừa rồi tiếng mắng chửi kia tuy rằng cố ý cải biến âm tần ôn tồn sắc nhưng hắn vẫn như cũ có khả năng phân biệt ra được là do Lý Vân Tiêu mắng ra, xem ra Lý Vân Tiêu đích xác ở trên thành lâu, trong lòng hắn không khỏi đại hỉ đứng lên. Bên trong thành tất cả võ giả đều chuẩn bị cho tốt, người của hải tộc đã binh lâm dưới thành, cùng nhau giết ra khỏi thành đi. Thanh âm của Ninh Hoài Thụ ở trên toàn bộ Ma Thiên Cự Thành truyền ra, chống trận trực tiếp gõ ba tiếng, thanh, hoàng, hồng ba đạo quang mang từng cái chán phóng ra. Tất cả đội trưởng cấp bậc đều ở trên tường thành thủ vững, do đội phó mang theo các tiểu đội ra khỏi thành giết địch. Lý Vân Tiêu thoáng cái liền bay trở về bên trong tiểu đội, nói. Theo ta đi ra thành giết địch. Người của tiểu đội chiến nhận tất cả giật mình, Trần Trọng Uy càng cả người run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hãi nói. Bọn họ, bọn họ liền đánh tới. Những người còn lại cũng đều sợ hãi, dù sao nghe xong tình hình chiến đấu, căn bản là lũ chiến lũ bại, lao ra chiến đấu hẳn phải chết không thể ngờ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói yên tâm lần này chỉ là món ăn khai vị mà thôi cái gì là món ăn khai vị trần trọng uy lòng còn sợ hãi thân thể vẫn lạnh lẽo run rẩy lý vân tiêu nhìn mọi người một cái nói yên tâm đi ta sẽ không hại mọi người nhưng nếu đã tới nhất định phải làm ra cống hiến vì chiến sự hai tộc hắn nhìn đầy trời võ giả vọt lên nói chậm mà nói đã có thể không còn địch có thể giết trần trọng uy châm chọc khiêu khích nói hừ bọn họ đó là người không biết không sợ bất quá cũng tốt đã chết liền không cần sợ hãi sắc mặt lý vân tiêu chợt biến hai quang mang lăng lệ từ trong ánh mắt bắn ra bước thẳng tới trần trọng uy sợ đến hắn liên tiếp lui về phía sau trực tiếp đụng vào trên tường thành phảng phất như bị một con hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm tùy thời có khả năng đơn giản lấy tính mệnh của hắn cả người đều run rẩy hắn sợ nói ngươi ngươi muốn làm gì ở đây cấm động thủ bằng không người nào cũng không thể nào cứu được ngươi." Lý Vân Tiêu gần từng chữ nói. "Trong tiểu đội chiến nhận không cần phế vật, nếu là ngươi lưu lại nơi này, có lẽ có thể lưu lại tánh mạng. Nhưng mà ngươi mất đi là võ của ngươi, cường giả chi tâm của ngươi. Không phải là phế vật thì đi theo ta." Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, liên hóa thành quang mang vọt lên, hướng phía ngoài thành đi. Người của tiểu đội chiến nhận đều biến sắc, tựa hồ xúc động cái gì, vài tên tổ trưởng liếc nhìn nhau đều kiên định gật đầu. Quan Hưng Dương quát dẹp đường. Tổ năm đi theo ta. Nam tử tóc đỏ cũng là theo sát mà lên, quát dẹp đường. Tổ sáu đi theo ta. Tiểu tổ còn lại cũng đều đi theo, yên lão nhìn Trần Trọng Uy một cái, miễn cưỡng duỗi cái thắt lưng, thu hồi cái tẩu cũng bay thẳng lên. Lập tức 18 người toàn bộ đi sạch, đồng thời toàn bộ bên trong thành hầu như trống trơn. Còn lại mấy người tựa hồ không hề động đậy, ở trong thành lắc lư, cũng là trải qua cùng hải tộc chiến đấu, sợ không dám đi ra ngoài. Trần Trọng Uy sắc mặt trắng bệch, nhìn mấy người đồng bạn khác cùng hắn một bộ dáng lão giang hồ, sợ hãi ở trong thành né tránh, thân thể run rẩy lợi hại. Lý Vân Tiêu không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, giống như chui vào sâu thẳm trái tim, nội tâm khó có thể bình phục. Võ đạo của ta, cường giả chi tâm của ta, nếu là không có cường giả chi tâm, cho dù giữ lại tính mệnh thì có ích lợi gì. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói Phi Dương đại nhân chờ ta một chút Liên hóa thành một đạo quang mang đuổi theo Bên ngoài ma thiên cự thành vang lên tiếng chém giết rung trời Hai tộc nhanh chóng lao vào nhau Trên trời dưới đất đều là một mảnh hỗn loạn Khắp nơi vang lên tiếng chém giết, la hét Trận chiến quá mức rung động Tuyệt đại đa số mọi người đều chưa có kinh nghiệm với những trận chiến thảm khốc đến mức này Hơn nữa lại còn thêm tiếng chống trận trên tường thành như sấm sét thúc dục Đất núi rung chuyển khiến cho tất cả như bị thiêu đốt huyết dịch cả bầu trời đều là xúc tu của hải quỳ nhất tộc từng đoàn nối đuôi nhau lao đến rồi kéo căng ra bốn phía từ xa nhìn lại giống như một đoàn bông kéo dài rất nhiều xúc tu bị chém đứt vẫn còn phiêu tán trên bầu trời tạo thành một mảnh mịt mờ lý vân tiêu lấy ra một cái mặt nạ làm bằng đồng đeo lên mặt sau đó không chế thực lực hạ xuống bát tinh vũ tôn đồng thời lấy ra một thanh chiến đao bát dai đi bên cạnh lương nguyên cơ cùng nhau chém giết